Giới thiệu với các bác thì hôm nay mình sẽ giới thiệu về một số cây cây trồng trong nhà. Nhất thì đây, các bác quan sát đi. Các bác có biết đây là cây gì không ạ? Mình có biết đó, cây này gì không? Không cần. Hoa hậu, chút xinh. Đây ạ. Ok, hoa màu hồng. Mọi người có biết cây gì không ạ? Vâng, thì nói thôi. Đây là cây sống đời ạ. Để mọi người quan sát xem. Cây sống đời này là cây chỗ là cây thuộc thân thảo và thân nhánh. Đây. Đấy. Cây trưởng thành thì có thể cao độ khoảng 1 mét. Đấy, có thể cao độ khoảng 1 mét. Về thân cây thì có màu tím hoặc xanh, nở hoa vào mùa xuân và thường xuất hiện trên bàn thờ vào ngày lễ Tết này. Cây sống đời thì nó mọc thành tự cục đỏ và xanh trắng. Còn đây, cây sống đời màu đỏ hồng. Đấy, rất là xinh. Con bắt con sát thôi. Cây sống đời này thì thường phát triển mạnh mẽ ở những nơi mà có ánh sáng tốt. Ở Việt Nam mình thì cây sống đời này có tên gọi khác như là cây lá bọc, cây trường sinh, cây đập sinh cân, cây diệt sinh căn và đã bất tử. Đấy, rồi. Cây sống đời này có tên khác là cây trường sinh. Đó. Đó, mọi người xem. Về loại cây này thì nó có nhiều đa dạng, nhiều hình dạng và nhiều màu sắc khác nhau. Thì cái loại mà mình đang cầm đây thì đó là loại màu đỏ hồng. Đó là một loại màu đỏ hồng. Thì ở cây sống đời Đà Lạt thì có xuất xứ từ Đà Lạt nè. Tuy về bề ngoài của cây nó nhỏ nhắn như thế này, nhưng mà sức mạnh bền bỉ, đúng như cái tên gọi của nó là sống đời, sống rất lâu, dễ chăm sóc. Đấy mọi người. Đặc biệt là khi là sống đời rụng xuống đất thì nó sẽ mọc dễ và trở thành một cây non. Lá này, lá này mà rơi xuống rụng xuống thì nó sẽ mọc dễ ra cái thân cây, thân lá này, và nó sẽ mọc thành một cây non, một cây con. Đấy, điều này chứng minh cho sự sống nó trường tồn, cho sự sống trường thọ. Đấy, trường thọ vĩnh hằng theo thời gian ấy, không bao giờ có thể chết được. Đấy, rụng xuống thì mọc dễ luôn, đặt mọc thành cây mới luôn, không thể là chết được mọi người ơi. Vậy cho nên là ngày Tết đó, gia đình chúng ta thường hay đặt cây sống đời như một lời cầu mong cho gia đình sức khỏe và hạnh phúc, ý nghĩa cho sự sinh sôi nảy nở, tinh thần đoàn kết của các thành viên. Đấy, và những như ngày lễ Tết như thế này nhé, thì mọi người mua tặng gia đình, mua về gia đình để bàn trưng bàn thờ đấy, để phòng làm việc, để phòng khách này, để tặng người yêu rồi này, rất là có ý nghĩa. Mọi người coi. Về cái cây này có công dụng là gì thì xin nói luôn.
là cái sống đời thì có mà nó cũng thiết thực cho tốt cho sức khỏe và có thể xem ở trong dân gian có câu là sống đời được xem là một bài thuốc có thể thuốc có thể chữa bỏng này, cầm máu này, đắp lên vết thương mắt đỏ và đau sưng lên á là mình có thể đắp lên đó. Không những thế thì người ta còn để dùng cái sống đời để đắp mụn nhọt trên cơ thể của mình này và có thể chữa viêm ruột nè, đi tiểu ra máu đó, nó là những bài thuốc dân gian ngày xưa mà được lưu truyền. Để có thể sử dụng thì bạn có thể tìm hiểu kỹ, nếu mà mình muốn sử dụng những bài thuốc như của ngày xưa thì mình có thể tìm hiểu kỹ và mình sử dụng rất là tiện. Nói chung là mình thích thì mình có thể tìm hiểu về công dụng của nó kỹ hơn. Đấy. Cây sống đời còn được biết kiểu một loại kháng sinh tốt cho viêm ruột, nghĩ là cho ruột của mình ruột đấy. Đấy, ngoài ra còn hỗ trợ các bệnh ngoại khoa nhiễm trùng và không gây tác dụng phụ. Đây là tiện đúng không? Tốt cho sức khỏe, tốt cho môi trường. Thì cái cây sống đời này thì phong thủy làm cộng làm bạn làm hợp với cả của những tuổi nào về mạnh nào thì đây tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Tỵ, Ngọ, Mùi, những cái tuổi đấy, tuổi Tý này, Sửu, Dần, Mão, Tỵ, Ngọ, Mùi, những tuổi này thì bởi vì màu của cái sống đời này phù hợp với các tuổi này, là cái màu hoa này nó phù hợp với các tích tuổi này nên giúp cho những tuổi này có thêm nhiều may mắn này, thuận lợi này, tránh các cái rắc rối và khó khăn trong cuộc sống. Đó. Thế thì mệnh thì tùy vào hoa mà sống đời sẽ phù hợp mệnh khác nhau. Đấy. Theo cái ngũ hành của mình á. Và những người mà mạnh, những người mạnh này mà trồng cây sống đời phong thủy có thể giúp cho gia chủ mình giảm những rủi ro này, không nên những cái rủi ro mà không nên có, không đáng có, và tăng thêm cái vận khí và xóa đi khí xấu, thì là tăng khí tốt và giảm đi khí xấu của mình ấy. Về cái gia chủ của mình trồng cây này thì rất là tiện lợi. Cây sống đời này thì rất là dễ chăm sóc nhé. Cây này cũng rất là dễ chăm sóc. Có thể trồng và chăm sóc hai cách như sau. Thứ nhất là về trồng bằng lá này. Trồng bằng lá thì có thể treo khoảng từ 2 đến 3 lá xuống đất và bón phân tưới nước thôi. Đấy. Sau vài ngày thì nó sẽ mọc ra thành cây con. Và thứ hai là trồng bằng hạt nhá. Hạt cây sống đời thì giữ dinh dưỡng, độ ẩm, thoát cho thì từ dưới nước tưới cây đầy đủ cho đến khoảng đến khi nó mọc thành hai lá, sau đó đem ra cây con ra trồng vào chậu thì nó sẽ phát triển tốt hơn. Đó. Mọi người không? Cái cây này là cây mà nó cây này á, cái sống đời là cái loại những loại đất có khả năng thoát nước tốt và phù hợp nhá. Cái loại này thì nó không ưa nắng gắt, chỉ ưa nắng nhẹ, nên là bạn nên cái sống cây này á, để gần cửa sổ nếu không khí trong phòng tắm nắng cho cây một ngày một lần và nhiệt độ lý tưởng khoảng 20 đến 32 độ C thôi nhé. Mọi người có thể tham khảo cái loại này, rất là ok, đẹp.
mà vừa phong thủy tốt cho sức khỏe, mà cái tên của nó lại mang rất là nhiều ý nghĩa cho chúng ta đó.